Rồi em với cá chào tất cả anh em nha. Sáng nay em lên cho anh em xem một cái lô máy công cụ điện cầm tay loại 100V. Thì em có giới thiệu luôn thì anh em lưu ý giùm em nha. Máy bên em toàn bộ sử dụng điện 100V và tất cả thì em bao sóng và bao ship nha. Và cái hình thức bao sóng của em thì em chỉ là bao máy chạy thôi. Còn tất cả các vấn đề khác, nẹt lửa than, kêu bật đạn gì đó thì anh em vui lòng về dọn lại giúp em ha. Em không bao nghiêm chỉnh 100% về xài luôn đâu anh em nha. Em chỉ là bao cái máy hoặc máy gắm điện vô nó còn chạy, còn hoạt động đó. Anh em lưu ý kỹ giùm em ha. Rồi thì máy này nó xài điện 100V và mỗi một máy thì nó sẽ có mã số và giá tiền khác nhau. Anh em nhìn kỹ xong sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại em để bên dưới phần tiêu đời. Rồi nhân viên sẽ chốt cho anh em, chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 100k trở lên tùy theo cái giá trị và con máy nặng nhẹ anh em ha. Và khi coi như là xong thì em sẽ gửi hàng về đến nhà cho anh em, cho anh em nhận hàng coi như là khui thùng ra kiểm tra đúng với hàng của mình đặt, sau đó thanh toán sau cái phần còn lại, thế là xong thôi anh em nha. Rất là đơn giản luôn. Đây thì sáng hôm nay em mới quay tầm vài chục con thôi, thì em nghĩ là có một ít hàng mấy thùng với lại một ít hàng rời bên ngoài. Anh em ưng ý con nào thì gọi cho em ha, toàn bộ nó sẽ đều sử dụng điện 100V. Máy thì cũng đã đều chạy hết rồi, con nào bán sát thì em sẽ nói riêng con đó bán sát luôn em nha. Rồi vô luôn. Sáng hôm nay em vừa đang đóng hàng nó hơi ồn tí xíu thì anh em đang chiếm cái góc. Sao em? Rồi, vô luôn. Anh có bút chưa? Đấy, có rồi. Rồi con đầu tiên. Một anh con bầu tu chẳng. Đầu kẹp 16 ly. Đầu ra vô ok luôn em nha. Thì con này cái đầu của nó hơi bị ok luôn, nó còn hảo. Đấy. Về là xài luôn em nha, mã 350. Đấy. Rồi 450k cho em một em con bầu thu chậm mất hết một tay rồi. Thì nó là đầu 16 ly đây. Đầu rất ok luôn em ạ. Mã 358 450 luôn. Rồi con này một con bu lông đầu 3/4 thì con này nó bị rơ cái đầu rồi đây nha. Con này nó bị rơ cái đầu. Rồi máy thì còn hoạt động, máy thì rơ cái đầu. Cái dây băng keo thì bị quấn anh em ơi. Rồi con này 600k anh em về dọn lại nha. Đó. Máy chạy thì nó cũng không được im lắm. Đây. Bảo chiều đầy đủ đây nha, 359 600k luôn. Rồi con này 360. Con này dây điện thì bao dài luôn em ơi. Rồi con này đầu 1/2 của thằng Hitachi. Đầu con này nó cũng hơi rơ anh em nha. Được cái là quấn dây điện thì rất là dài. Con này tầm khoảng 380W. Thì anh em về vui lòng về lại vệ sinh lại cả trong lẫn ngoài là xong. Rồi 360. Con này 400k luôn. Rồi đây là một con vít của thằng Makita. Có điều tóc ở đây nha, có điều tóc đây. Đảo chiều. Nó là tầm khoảng 360W. Con này hơi đá lửa nhẹ tí xíu nha. Đầu không rơ nè. Đó, hơi lắc nhẹ tí xíu này nha. Đầu hơi lắc nhẹ tí xíu. Rồi con Makita này nó là mã 61. Rồi 350 luôn em nha, 361, 350 luôn. Rồi con này 362. Một con cưa kiếm của thằng Makita. Nó là 620W. Có điều tóc. Về gắn lưỡi xài luôn em nha. 362, 350 luôn. Con này về gắn lưỡi vô là xài thôi luôn anh em nha. Không cần làm gì đâu, vệ sinh lại thôi. Đó, dây toàn bộ riêng hết, 362, 350 luôn. Ở đây là một con cưa của thằng Boss, mất cái lưỡi rồi em ơi. Con này nó bị không có lưỡi, con này con nó thay lưỡi sao ta? Ở đây.
cưa lọng hay là cưa kiếm gì đó anh em ạ. Em biết nó thay lưỡi như thế nào, nó có thay lưỡi dưới đây đó. Nó có như đây thôi anh em nha, video sao nó còn đây không thấy cái gì hết, không biết gắn lưỡi luôn. Nó là 500W. Rồi mã 363. 363, con này 200k anh em ơi. Rồi con cưa lọng này điều tốc. Rồi con này về xài luôn em nha. 364 250 luôn, điều tốc đỡ lưỡi đầy đủ này nha. Dây điện có rin luôn. Rồi 364. Con này nó hàng của Trung Xuất Evandu. 400W. Rồi 364 250 luôn. Rồi con này chạy Imru luôn, 365, con này 220W, điện 100V anh em nha. 365, con Makita này 200k, về gắn lưỡi xài luôn nha. 365 200 luôn. Rồi con cưa lọng này 366. 380W. Rồi 366 250k về xài luôn em ơi, con này nó không có chức năng nhưng mà khỏe. Rồi vệ sinh lâu bên ngoài phát là xài luôn thôi, không còn làm cái gì nữa. 366 250 luôn. Rồi 367. Con này 380W luôn, con này 200k cũng không có chức năng. Con này xấu hơn con kia nè em ơi. Nè nó là Hitachi 380W lâu chùi qua phát xài luôn. Rồi 367 200. Rồi con này 368. Con này đời này nó có thắng anh em ơi. Con này là con Ryobi. Lưỡi. Rồi lưỡi bao ok luôn. Rồi. Rồi xài luôn em nha. 368, con này 450k luôn. Đó. Ryobi lưỡi 82. Lưỡi 82 450W, máy có thắng. Lưỡi nói chung là về lâu chùa phát là xài anh em nha. Con này hình thức cũng ok luôn, 368 450 luôn. Là một con bào. Rồi 369, con này là con bào tô qua. Bào 94. Rồi con này lưỡi xấu anh em nha. Con này lưỡi xấu anh em giờ mài lại nha, nó bị mẻ. Rồi con lưỡi, con bào lưỡi xấu này chạy ok luôn. 369 230k đi vào. 230 369 230 luôn. Con này thì Makita. Rồi lưỡi con này ok luôn em ha. Đó, ốp lưng đầy đủ. Thì nó hơi miệng miếng ở đây. Miệng miếng ốp lưng ở đó. Rồi, con này 370. 370k luôn anh em ơi, 370. Rồi tiếp tục con ma, à quên, con Hitachi, con này là con nhám tăng, phụ nhám 75. 371. Đó, phụ nhám 75. Đây cao su nó còn đầy đủ anh em ơi. Cao su còn đây. Đây là cái gì đây? Rồi con này chạy ok ngon lành luôn nha. Con này 371, con này 700k anh em ơi, 371 700 luôn. Rồi 372 230 luôn. Rồi con này nó xài lưỡi 100 750W, đây có lưỡi cắt gỗ luôn em ơi. Đây là cái hộp bụi, túi bụi, máy chạy ok không có thắng anh em ơi. 372 230k luôn, dây điện cũng ok luôn, 372 230.
Rồi một con Makita 160W. Rồi 373 200K con Makita này. Đó. 373 200 luôn em ơi. Giờ vừa xin lại bỏ nhắm vô xài anh em nha. 373 200 luôn. Rồi đây là một con bằng ủi. Rồi cái đới này nó hơi xấu xấu anh em nha. Lột ra rồi bỏ nhắm lại anh em nha. Nhắm này nè, còn nhắm luôn. Rồi 374 250 con này luôn em nha. 374 250 luôn. Rồi con này thì nó ok luôn, cái đới nó hơi xấu anh em nha. Máy chạy ok đây. Kẹp nhám đầy đủ, cái đới nó hơi xấu luôn. Dây điện thì dài. Rồi 375 200K con này luôn. 375 200 anh em nha. Anh em lưu ý hàng bên em là toàn bộ nó là điện 100V và tăng. Tất cả là em bao ship anh em nha. Hàng bên em toàn bộ bao ship hết. Con này là con tu qua. Con này là con phay. Nó là phay anh em ạ. Phay nhưng mà nó có cái đầu này cầm gì nó đổ đổ chơi chơi gì đây. Em cũng không có am hiểu gì về con này. Rồi con này tốn, còn là con tô qua nó là 430W 20.000 vòng. Đấy. Dài hơn hơn gan anh em nha. Rất là to. Máy chạy ok luôn, không nẹt lửa. Rồi 376 con này 600K luôn em nha. Mà máy bao to luôn. 376 600. Rồi con này là con mài khuôn, chạy im ru luôn. Nó là mài khuôn Mitachi 380W, hình như nó bị mất cái đầu gì ở đây anh em ơi. Đó, nó bị mất cái đầu ngay đây anh em nha. Rồi 250K anh em, về độ chới lại cái đầu nha anh em nha. Máy chạy ok á, mà cái đầu bị mất rồi. 37 250 luôn. Rồi anh này thì có nhỏ nhỏ, có cái đầu mỡ nằm ngay đây. Con hai chiều điều tốc Toshiba, đầu kẹp 10 ly, đầu ra vô bình thường anh em nha. Rồi đầu kẹp 10 ly nó là 260W. Rồi 200K con này luôn em nha. 378 200 luôn. Rồi 379. Rồi 379 250 luôn em ơi. 379 250 luôn thì nó là lưỡi 165. Máy Ryobi. 900W, lưỡi hợp kim. Đới Atemon. À, nói chung là sạch sẽ, có dây điện hơi chấp nối ngay đây. Về là xài luôn em ơi. Rồi 379 250 luôn. Rồi 380, con này thì đới Atemon luôn, lưỡi 160. Lưỡi đẹp luôn em nha, lưỡi này thì bao đẹp luôn. Rồi con này ok luôn, 380 230K con này luôn em nha. Thì con này nó là dây điện thì rất là dài luôn. Đây giờ anh em nhờ cắt khúc này ra bỏ vô này cho nó gọn gàng sạch sẽ đẹp lắm. Rồi 380 con này hàng Evendu, mã lưỡi 165, nó 950W. Đấy. Hình thức cũng ok nha. 380 230K luôn. Rồi 381. Rồi con này chạy ok luôn, con này xài lưỡi 80 750W, mã 300. Xem nào.
Con này giờ vừa sinh lại anh em nha, nó bị xiết xiết á. Rồi 200k luôn, mã 381 200 luôn. Đó. Bị xiết 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 anh em nha. À đúng rồi. Xịt dây co ro nè. Nó bị kẹt dây dính dây co ro anh em nha. Chạy nó không có được hoàn hảo. Tháo ra làm lại anh em nha. Dây co ro này hay nắp chụp nè. Rồi 381 200k luôn. Rồi con này 382. Thì con này là con cắt gạch lưỡi lớn anh em ơi. Nó là một con cắt gạch lưỡi lớn 1400W, điện 100V, cắt gạch lưỡi lớn Makita 4107B. Rồi con này 450k luôn anh em ơi. Mã 382 450 luôn. Rồi con này 383. Rồi 383 chạy ok luôn, 450k, 1330W. Cái này nó làm nó dài tầm khoảng 35 anh em ạ. Đó, sạch sẽ luôn, về là xài thôi. 383 450 luôn. Rồi 384 cái thùng này 150k anh em nha. Này nó hơi bóp bóp nè, hơi xấu xấu nè, thì anh em về nhà gò lại anh em ơi. Con cái vít bà kia. Có cái gì mấy món gì hôm nay anh em nha. Đó. Mấy cái vít thôi. Nói chung là nó về nó có sao nào nằm trong thùng nó sao thì vậy luôn. Rồi, cái này thì nó anh em giờ gò gò lại anh em nha. Nó bị xúc một bát nè. Gò gò lại. Rồi 384 150 luôn. Rồi 385. Đây là một con đục nặng 13 kg. Đó thì đây. Có cái gì chắc vô quá. Rồi, lấy ra luôn. Mất một cái này đây anh em ạ, mà máy vẫn còn chạy bình thường chứ lại mất cái đầu này nè. Giữ mũi. Rồi nó hơi nhạt lửa anh em ơi, hơi nhạt lửa một bên. Hiện nay nó có cái mũi nè, mũi này mũi 19 nè. Mũi 19 nè, 19 21 gì anh em ơi. Đó nó mất lại mất cái đồ giữ lưỡi nữa anh em ơi. Đây là mất cái đồ giữ lưỡi nè. Có một mũi. Rồi máy còn chạy anh em nha, chỉ là bao máy chạy thôi, còn vấn đề khác anh em về xin lại giúp em làm lại giúp em nha. Không bao nghiêm chỉnh đâu anh em ơi. Ồ bị dèm test xài quay sao là về đi vậy luôn. Thì đây thùng này nó nặng 13 kg này không. Mã 385 13 kg, con này 650k anh em nha. Hả? Mã 385 650 thùng này. Con này mất cái đầu 650 thùng này anh em nha. Ly anh em nha, của thằng Makita. 17 Makita. Đây nó có mũi trong đây anh em nha. Rồi con này hơi đá lửa nhẹ tí xíu luôn nha. Hơi đá lửa nhẹ một tí xíu luôn. Một máy một mũi và một thùng Makita, con này nó được 17 ly 8500. 1050W. Rồi 386 thùng này 550 luôn em ạ. 386 550 rồi. Đầu cổ ra vô bình thường, đảo chiều đều tóc có búa anh em nha. Rồi.
Con này 450W chạy ok luôn, mới kinh luôn em nha. Có đầu mở luôn. Hitachi con này con loại nhỏ đầu kẹp 10 ly. Rồi 387 400k con này anh em ạ, 387 400 luôn. Rồi 388 thì con này là một con đục Makita. Đây. Đây là một cái đục ba chức năng HR2611F. Đó là ba chức năng, đây là chức năng đục anh em nha. Điều tốc nè. Đó, qua đây là con búa. Qua đây con thường. W anh em ạ. Đây là đảo chiều. Đó, đây là đảo chiều anh em nha, 800W. Hơi dơ thôi, máy hoạt động ok luôn nha. Đó, anh em giờ bỏ mũi cày nha, bỏ mũi vô xài nha, đầy đủ ba chức năng, còn chạy ok có thùng. Rồi 388, con này nó là 1.100.000 anh em ạ. 388 1.400.000. Rồi, con này 389 này mũi, một mũi. Xà beng có anh em ạ, 2 mũi 3 mũi. Đục 17 ly Makita. Có tay nắm. Đầy đủ hết. Con này bị mất cái tem rồi anh em ơi. Con này HR bao nhiêu á? Rồi chạy ok luôn, tay nắm đầy đủ. Tay nắm với lại ba cái mũi đục rồi một cái thùng. Thùng này thì cái quay này coi như là bứt rồi anh em ạ. Rồi 389 thùng này 800k anh em nha, 389 800 thì được. Làm nhiều thứ lắm. Rồi, đây là một con Hitachi. Đây một cái búa, một cái mũi. Mũi bao la luôn, 1 2 3 1 3 5 cái mũi này mà, tổng cộng 6 cái, 6 cái mũi. Mũi bao la luôn, 7 cái luôn chứ không phải là 7 cái anh em nha. Đó, 7 cái mũi. Rồi, lên máy nha. Rồi, con này hơi đá lửa nhẹ tí xíu anh em ạ. Anh em dọn cũng được, không dọn cũng không sao. Lau chùi qua xài là được rồi anh em ạ. Đó, 7 cái mũi nữa. 7 cái mũi cái búa. Giờ nhà mà máy lửa nó không chạy là anh em câu vô luôn nha, cứ chát vô phát là ra dây chai luôn, rồi đi tìm dây cá lấy tiền lại. Bao nhiêu em? 90, 390. Rồi thùng này 800k luôn em nha, 390, 800 luôn, mũi nó quá nhiều anh em ạ, 390, 800. Rồi con Hilti này. Con này là con Hilti tới E17. Chạy nó cũng hơi đá lửa nhẹ, dọn cũng được không dọn cũng sao anh em ơi. Hilti tới E17, con này nó 450W. Một cái thùng dời đựng rồi rất là ok luôn anh em nha. 391 con thùng này 500k anh em nha, 391 500 luôn. Rồi 392. Đây là con búa này anh em ơi. Một mũi, hai, bốn cái mũi trong thùng nha, bốn mũi nhỏ nè. Đầu cổ ra vô bình thường anh em nha, đây còn chuyển búa. Rồi chạy ok luôn em ơi. Thì nó là Hitachi
460W. Đầu kẹp 13 ly. Cái đầu chuyển búa này thì nó hơi cũ cũ này nè. Này dặn tay thì ok rồi. Đầu cổ ra vô bình thường luôn rồi. Đấy, thùng này. Rồi 392. Đúng em, 392. Đúng không? 450k cho em nói nha. 450 cho em nói luôn. Rồi 393. Một cái mũi đục, này mũi 21 đó anh em ơi. Ru luôn em ạ. À. Con này là con Makita 8900S 1050W. Con này là con đục 21 ly nha. Đó là đục 21 ly. Giờ vệ sinh lại phát xài anh em nha. Này nặng 14 kg luôn. Rồi đưa đây, rồi, rồi. Rồi 393, 800k cho em nói nha. 393 800. Không, mấy pin bỏ ra em từ từ lắp mấy pin qua đây luôn. Mấy điện á, pin á. Ở bên đợi bữa nào quay. Rồi, một con. Này có gì đây? Này nó có mấy cái mũi khôn lại đầu bắn con anh em ơi, hai đầu bắn quýt. Tay nắm có, con này nó cũ cũ vậy thôi anh em nha, đó. Xét xét thôi, chạy hơi bị ok luôn tại bên em không có vệ sinh đâu anh em nha. Lau chùi vệ sinh cái gì hết. Nó có cái bộ này. Thì anh em nào mua con máy này thì em sẽ khuyến mãi cho bộ này anh em nha. Còn anh em không mua thì nó em không khuyến mãi. Vẫn còn nằm ở nhà. Đấy. Ok luôn, con này chỉ còn vệ sinh thôi anh em nha. Này. Máy em không thèm lau chùi luôn. Về sau là đưa đi vậy luôn. Đầu mở có đầy đủ, con này là con một chiều anh em ơi. Làm cái gì? Rồi thùng này. Dây điện ok hết luôn em nha. Nó là không một chiều loại nhỏ. Rồi thùng này 230k anh em ơi. Rồi 395. 5 con nữa thôi em. Rồi một con bot 2 kẹt 23 RE, điện 100V, 650W, tên nó điện mờ. Đó, tên điện mờ em không thấy là sản xuất nước nào, Đức hay là Thụy Sĩ gì đó. Rồi con này nó là hai chức năng anh em nha. Đây một bó mũi cày nằm trong đây. Đó, nó có mũi cày đây. Điều nồ hình nó hơi xấu xấu thôi. Rồi xong. Rồi 395 750k thùng này nè nha. 395 750 luôn. Máy mày. Chỉnh thang lại thôi em nha, nó bị lỏng thang á. Này nè em rời vô à, đang chạy nè. Không chạy đúng không? Bớt không chạy nè. Thang là lại giờ sẽ chạy nè nha. Rồi, 396. 150k cho anh em về nhà dọn lại nha. Còn đang bánh xác anh em ơi. Rồi đây là một con cưa kiếm của thằng Makita.
Rồi con này chạy nó hơi đá lửa luôn anh em ơi. Giờ dọn lại anh em nha. Quay cái mũi nó. Rồi ok luôn em nha, gắn lưỡi được. Giờ dọn lại lại chung bớt than một xíu nữa là ok thôi. Rồi 397. 350k thùng này luôn em ha, 350k luôn. Cái này cho nó nhiều dữ đi. Cái gì đây? Đây nó có cái mũi gì đây anh em ơi? Đóng luôn. Rồi con này chạy cũng ok luôn em nha. Con này hiệu của Makita. Có cái mũi trong đây nữa nè. Này mình đóng cái mũi gì đây anh em ơi. Rồi mọi người anh em về xài được cái gì anh em xài nha. Này thùng này nặng 16kg luôn nè. 18. Rồi 800k luôn em nha. 16kg 398. Rồi 399, con này nữa là cái chú luôn nên em ạ. Rồi 399 là một con Makita. Lũng miếng gỗ rồi. Đó là một con búa này mà Makita 100V 520W. Đấy, máy hoạt động ok luôn em ạ. Rồi 399 con này 600k anh em nha. 399 600k. Rồi kết thúc chương trình thì sáng hôm nay em sẽ lên tầm khoảng mấy chục con thôi anh em nha. Mấy chục con này thôi. Rồi anh em xem được ưng ý con nào đúng với phù hợp với công việc của mình thì anh em ủng hộ em nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em một ngày nhiều sức khỏe ha. Rồi hẹn gặp lại anh em vào buổi chiều hoặc là ngày sáng mai anh em nha.